Xin chào các em học sinh lớp 3. Ở trong video ngày hôm nay, mời các em chúng ta tiếp tục làm bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều nhé. Chúng ta cùng với thầy đến với bài học 13, đó là chúng ta làm các bài tập luyện tập nào. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 3 x 7 là. Dễ dàng chúng ta sẽ chọn ngay đáp án cho thầy, đáp án B đúng không? 3 x 7 bằng 21. Chúng ta chọn B. Câu 2. 9 là tích của 1 và số mấy? Thì chúng ta nhớ thầy kiến thức là 1 nhân với số nào thì cũng bằng 9 số đó. Thì 1 x 9 sẽ bằng 9. Chúng ta chọn C. 1 x 9 thì tích sẽ được vẫn là 9 nhé. Câu 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là. Bây giờ chúng ta sẽ nhẩm ghi kết quả phía bên dưới nhé. 8 x 5 bằng 40, 9 x 5 bằng 45, 6 x 6 bằng 36, 7 x 7 bằng 49. Như vậy chúng ta thấy rằng phép tính có kết quả lớn nhất ở đây chính là 7 x 7 đúng không? Chúng ta chọn D. Câu 4, số hỏi chấm, 8 nhân với số nào thì sẽ được kết quả ở phía bên phải này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính phép tính ở phía bên phải nhé. Chúng ta sẽ làm lần lượt phép tính từ trái sang phải. Bây giờ 75 trừ 28 ta đặt tính này. 75 trừ 28. Năm không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. Như vậy ở phép tính thứ nhất ta sẽ được kết quả là bằng 47. Bây giờ ta sẽ lấy 47 trừ 47. Thì ta thấy ngay rằng 47 trừ 47 thì bằng 0. Như vậy 8 nhân với số nào thì ta sẽ được kết quả bằng 0 đây. Và dễ dàng ta sẽ chọn được ngay. Đó là chúng ta chọn đáp án A. 8 nhân 0 thì sẽ bằng 0. Chúng ta đến với câu 5. Kiến dài 8 mm, sâu dài gấp 5 lần kiến, vậy sâu dài là. Ở trong câu này chúng ta sẽ dùng kiến thức gấp một số lên một số lần đúng không? Sâu dài gấp 5 lần kiến tức là 8 nhân với 5 lần lên. 8 nhân 5 thì sẽ bằng 40. Và đơn vị là mm. Chúng ta có thể đổi ngay 40 mm thì sẽ bằng 4 cm. Đúng chưa? Vậy ta chọn thầy đó là đáp án C. Chúng ta đến với hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính nhẩm. Trong bài này ta rèn luyện về bảng nhân. 5 x 0 bằng 0. Số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0 các em nhé. 6 x 7 bằng 42. 1 x 8 bằng 8. 1 nhân với số nào thì cũng bằng chính số đó các em nhé. 0 x 6 bằng 0. 0 nhân với số nào thì cũng bằng 0. 9 x 7 bằng 63. 4 x 0 bằng 0. 7 x 0 bằng 0, 4 x 6 bằng 24, 7 x 1 bằng 7, 8 x 6 bằng 48, 8 x 9 bằng 72, 9 x 3 bằng 27, 4 x 9 bằng 36, 3 x 1 bằng 3, 4 x 7 bằng 28, 1 x 3 bằng 3. Như vậy chúng ta đã xong bài 1 rồi. Chúng ta cùng đến với bài 2, nối các phép tính ở hàng trên với các phép tính ở hàng dưới. Bây giờ chúng ta sẽ ghi kết quả nhé, để ra tiện nối. 5 x 8 bằng 40, 8 x 3 bằng 24, 0 x 7 bằng 0, 4 x 2 bằng 8, 3 x 10 bằng 30, 6 x 4 bằng 24, 4 x 10 bằng 40, 1 x 8 bằng 8, 6 x 5 bằng 30, 9 x 0 bằng 0. Như vậy bây giờ chúng ta có thể nối rồi. Phép tính 5 x 8 nối với phép tính 4 x 10, bởi vì đều có kết quả bằng 40. Phép tính 8 x 3 nối với phép tính 6 x 4, bởi vì đều có kết quả bằng 24. Phép tính 0 x 7 nối với phép tính 9 x 0, bởi vì đều có kết quả bằng 0. Phép tính 4 x 2 nối với phép tính 1 x 8, bởi vì đều có kết quả bằng 8.
Và cuối cùng là phép tính 3 nhân 10 nối với phép tính 6 nhân 5, bởi vì đều cùng có kết quả bằng 30. Như vậy chúng ta đã xong bài 2 rồi. Chúng ta cùng đến với bài 3. Trước đây nhà An chỉ có 9 con lợn. Hiện tại số lợn nhà An có gấp 3 lần so với trước đây. Hỏi hiện tại nhà An có bao nhiêu con lợn? Trong bài này chúng ta dùng kiến thức là gấp một số lên một số lần các em ạ. À, trước đây chỉ có 9 con lợn thôi. Trước đây có 9 con lợn này. Hiện tại thì có gấp 3 lần so với trước đây, tức là 9 gấp 3 lần, 9 x 3 thì sẽ bằng 27. Chúng ta sẽ ra phép tính ở trong bài này đúng không? Bây giờ thầy trò mình sẽ trình bày lời văn như sau. Hiện tại nhà An có số con lợn là 9 x 3 bằng 27, đơn vị là con. Và người ta ghi đáp số là 27 con lợn nhé. Như vậy chúng ta đã xong bài 3 rồi. Các em thân mến, tiếp theo đây mời các em chúng ta cùng với thầy Tài đến với bài 4. Quan sát bức tranh và viết các phép nhân thích hợp. Đây là một bài toán rất là hay. Ở trên bức tranh này có rất nhiều những hình ảnh liên quan đến các con chim này, liên quan đến các cây có quả màu tím, các cây có quả màu đỏ và các khóm hoa. Chúng ta phải đưa ra đầy đủ các phép nhân thích hợp ở trong cái yêu cầu bài toán này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt khai thác các hình ảnh ở trên bức tranh nhé. Chúng ta khai thác về các con chim đi. Ở trên mỗi cành cây thì có bao nhiêu con chim em nhé. Ở phía cành cây bên trái nào, chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con chim. À, bên cạnh cây bên phải nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con chim. Vậy thì mỗi cành cây có 9 con chim đúng không? Chúng ta sẽ có ngay một cái ý tưởng về phép nhân rồi. Ý tưởng 1 đó là chúng ta sẽ đi tính số con chim đậu ở trên các cành cây. Thầy có ý tưởng 1 như sau. Đó là tính số con chim. Chúng ta đã cùng với thầy đếm là trên mỗi cành cây có 9 con chim và có 2 cành cây như vậy. Vậy phép tính của chúng ta là 9 x 2 bằng 18, có tất cả 18 con chim ở trên bức tranh này. Tiếp đến chúng ta sẽ khai thác đến các cây có quả màu tím nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng có 2 luống cây đúng không? Mỗi luống có bao nhiêu cây các em này? 1, 2, 3, 4 cây. À, mỗi luống có 4 cây, chúng ta sẽ tính được ngay số cây rồi đúng không? Ý tưởng 2. Đó là tính số cây có quả màu tím. Tính số cây có quả màu tím. Trên mỗi luống thì có 4 cây. Và có 2 luống như vậy, ta lấy 4 x 2 thì sẽ ra là 8 cây có quả màu tím các em nhé. Xong rồi. Chúng ta vẫn khai thác tiếp tục đến các cây có quả màu tím này. Chúng ta xem rằng mỗi cây có bao nhiêu quả màu tím nhé. Chúng ta cùng đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, mỗi cây có 6 quả màu tím các em ạ. Vậy chúng ta sẽ có ngay ý tưởng 3. Ý tưởng 3 là tính số quả màu tím. Tính số quả màu tím. À, mỗi cây có 6 quả. Chúng ta đã tính được là có 8 cây rồi đúng không? Ở phép tính bên kia chúng ta tính được có 8 cây rồi. Chúng ta lấy 6 nhân với 8 lần lên. 6 nhân 8 bằng 48. Như vậy chúng ta đã tính được có tất cả là 48 quả màu tím ở trong bức tranh này. Tiếp đến với các cây có quả màu đỏ nhé. Chúng ta cùng đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh em có thể đếm là mỗi cây có 8 quả màu đỏ. Chúng ta thấy rằng có 4 cây như vậy đúng không? 1, 2, 3, 4. Ta lấy 8 x 4 thì sẽ bằng 32. Như vậy chúng ta có 32 quả màu đỏ. Chúng ta bổ sung thêm cho thầy đây là ý tưởng 4 nhé. Đó là tính số quả màu đỏ. Chúng ta đã vừa tính xong.
Tiếp đến chúng ta chuyển sang hình ảnh về các khóm hoa. Ở đây chúng ta thấy rằng có 3 luống hoa đúng không? Trên mỗi luống có bao nhiêu khóm hoa nhỉ? 1, 2, 3. Trên mỗi luống có 3 khóm hoa. Có 3 luống hoa như vậy, chúng ta sẽ có ngay ý tưởng thứ 5, đó là tính số khóm hoa. Ý tưởng 5 là tính số khóm hoa. Mỗi luống có 3 khóm hoa và có 3 luống hoa như vậy, ta lấy 3 x 3 thì sẽ bằng 9 khóm hoa. Chúng ta cùng tiếp tục khai thác các khóm hoa này nhé. Trên mỗi khóm hoa chúng ta cùng đếm xem là có bao nhiêu bông hoa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và chúng ta có thể đếm là trên mỗi khóm hoa có 7 bông hoa. Ta sẽ lấy 7 này, nhân với 9 khóm hoa thì 7 x 9 sẽ bằng 63. Đây chính là số bông hoa có trong bức tranh này. Vậy chúng ta bổ sung cho thầy ý tưởng 6. Đó là tính số bông hoa. Tính số bông hoa. Như vậy chúng ta cùng nhìn lại là trên bức tranh này thì thầy trò mình đã có 6 ý tưởng để đưa ra các phép nhân tích hợp ứng với lại 6 phép tính ở trong cái bài tập này. Em thân mến, như vậy vừa rồi em đã cùng với thầy Tài làm xong bài tập 4, cũng là bài cuối cùng trong bài học 13, phần luyện tập. Thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video bài học tiếp theo.